đấu trường ẩm thực và màn tranh tài gây cấn với ca sĩ Nguyễn Duy Quỳnh và diễn viên Di Dương. Cùng với món ăn mới lạ đặc sắc, cô đầu bếp Châu Ngọc Diễm, ai sẽ là người giành được chiến thắng vinh quang? Một cuộc chiến đầy cam go nhưng cũng không kém phần hài hước. Như rượu vào đây nè, vào đây chứ phải vào đây. Nhờ nhắc là bên đây nhớ ra mình chưa có rượu ha. Món ăn của ai sẽ làm cho đầu bếp hài lòng? Nó đẹp, nó ngon, dễ sợ chưa? Quá trời thơm rồi. Tìm đâu ra một bé ca sĩ vừa hát hay vừa nấu ăn tài giỏi đến như vậy nhỉ? Đón xem đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 trên kênh VTV9.